Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Lai Châu lần thứ 7 năm 2024 được tổ chức vào trung tuần tháng 6 năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Liên hoan cũng là sân chơi, tạo điều kiện để đội ngũ những người làm công tác phát thanh truyền hình trong tỉnh được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền được giao. Thông qua liên hoan nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu nói chung, đặc biệt là những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh sau 20 năm chia tách thành lập tỉnh và gần một nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Lai Châu lần thứ 7 năm 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay trên kênh sóng phát thanh truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, vào sáng ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết một năm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, các thành viên tổ công tác triển khai đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Tại tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí tổ phó thường trực, tổ phó và các thành viên tổ công tác đề án 06 của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và trụ sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ việc triển khai đề án 06 đã mang lại kết quả cụ thể thiết thực trong công tác quản lý điều hành của các cấp các ngành các địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cung cấp tiện ích cho người dân doanh nghiệp. Đề án 06 có vai trò tiên phong dẫn dắt trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đồng chí yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan, có số liệu minh chứng cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ tại văn bản số 452, chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần không tô hồng, phải khách quan trung thực, nêu bật những việc đã làm được, những tồn tại hạn chế vướng mắc, phát hiện những nguyên nhân của bất cập để xây dựng những giải pháp, hóa giải những khó khăn thách thức bất cập trong quá trình triển khai. Kết quả qua một năm triển khai công văn số 452, nhận thức hành động của các cấp các ngành về chuyển đổi số nói chung, thực hiện đề án 06 nói riêng, cơ bản có sự chuyển biến tích cực. Các cấp các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện đề án 06. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt để tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06. Mục tiêu là triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ đề án. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cũng đã có những giải pháp cụ thể nhằm triển khai nhiệm vụ của bộ ngành địa phương mình. Sáng ngày 10 tháng 6 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức chương trình khám phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lai Châu. Dự chương trình có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Giám đốc, các phòng chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đoàn công tác của Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam cùng đại diện các nhà tài trợ. Chương trình khám phẫu thuật cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện được sự quan tâm của xã hội đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm bớt phần khó khăn về chi phí chữa bệnh cho gia đình người bệnh. Chương trình được thực hiện từ năm 2006 đến nay, đã có trên 5.000 lượt trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc, trên 2.000 trẻ em được phẫu thuật miễn phí. Đây còn là cơ hội để các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chuyển giao từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của tuyến trung ương. Tham gia chương trình, trẻ em được các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh hỗ trợ về tiền ăn, tiền đi lại và nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Trẻ em được khám sàng lọc, chỉ định phẫu thuật được Bảo hiểm Xã hội tỉnh và đơn vị tài trợ chi trả. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với Trung tâm 2, Quỹ Thiện Tâm, các nhà tài trợ, các chuyên gia, bác sĩ đã hỗ trợ giúp đỡ chung tay vì trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lai Châu.
Mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm là cầu nối để có nhiều hơn nữa các chương trình khám bệnh, chữa bệnh miễn phí và các hoạt động ý nghĩa cho trẻ em bị khuyết tật tại tỉnh Lai Châu, tạo cơ hội cho trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hòa nhập với cộng đồng. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, đơn vị tài trợ đã trao 124 suất quà cho trẻ em khuyết tật, cùng với đó mở gian hàng kết nối yêu thương, tặng quà, đồ chơi, đồ dùng và quần áo trẻ em cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời gian thực hiện chương trình khám phẫu thuật khuyết tật cho trẻ em diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 14 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp là bệnh lý thường gặp nhất trong các bệnh không lây nhiễm phổ biến hàng đầu hiện nay, gây ra các biến chứng nguy hiểm như là đột quỵ, tai biến mạch máu não, suy tim, nhồi máu cơ tim, suy thận và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm trên toàn cầu. Tại tỉnh Lai Châu thì đến hết tháng 5 năm 2024, số bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý là gần 20.200 người và đang điều trị cho hơn 7.300 bệnh nhân. Để phòng chống bệnh tăng huyết áp, ngành y tế tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp để phát hiện sớm bệnh nhân tăng huyết áp trong cộng đồng dân cư, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị bệnh. Trung bình mỗi tháng, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thực hiện khám cho trên 15.600 lượt người, phát hiện hơn 200 bệnh nhân tăng huyết áp. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang quản lý gần 960 bệnh nhân tăng huyết áp. Bệnh nhân khi đến khám sức khỏe tại các cơ sở y tế sẽ được đo huyết áp, hướng dẫn điền vào phiếu đánh giá nguy cơ để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. Từ đó lập hồ sơ quản lý, điều trị, đưa về mức huyết áp mục tiêu là 140/90 mm thủy ngân. Tôi bị huyết áp từ 2017, đến bây giờ mới bị bệnh hút. Đấy, cứ hàng tháng rồi tôi ra bệnh viện, bác sĩ khám trước bệnh viện điều trị cho tôi, rồi tôi lấy thuốc hàng tháng về uống. Cũng cảm ơn những bệnh viện quan tâm đến các bệnh nhân, duy trì uống thuốc hàng ngày. Và cứ hết tháng là thuốc là chú lại ra bệnh viện đấy, khám lại và coi như là bệnh viện bác sĩ cấp thuốc. Điều đáng nói là tỷ lệ người mắc tăng huyết áp ngày càng tăng và tuổi bị mắc mới cũng ngày một trẻ hóa. Ngành y tế tỉnh đã triển khai mô hình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tại các trạm y tế tuyến xã nhằm tăng cơ hội tiếp cận của người dân với các dịch vụ, phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp. Hồ sơ bệnh án, công tác khám định kỳ hay cấp phát thuốc đều thực hiện tại y tế cơ sở, tạo điều kiện cho các bệnh nhân được tiếp cận sử dụng các loại thuốc điều trị, duy trì huyết áp. Tức ngực, căng bụng, ho, dễ có đờm là không thở được, không ngủ được. Là từ hôm qua thứ hai bắt đầu là lên nằm viện trên Lai Châu tỉnh Đa khoa. Nhà tôi là huyết áp cao, thời gian này là nắng nóng thì lúc nào cũng đi mua thuốc và dùng thuốc huyết áp liên tục đến bây giờ. Theo các bác sĩ, trong nhiều trường hợp bệnh tăng huyết áp diễn biến thầm lặng, ít có các biểu hiện lâm sàng, nên hầu hết các bệnh nhân đều chủ quan, dễ dẫn đến các biến chứng rất nặng nề cho người bệnh và cho cả xã hội. Việc đo kiểm tra huyết áp thường xuyên là cách đơn giản nhất, duy nhất để sớm phát hiện tăng huyết áp. Các cơ sở y tế trong toàn tỉnh cũng đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để dự phòng tăng huyết áp, đồng thời chủ động tư vấn, hướng dẫn để người bệnh biết tuân thủ điều trị và chăm sóc tại nhà. Điều quan trọng đối với người bệnh tăng huyết áp đó là phải tuân thủ chế độ điều trị kết hợp giữa cái việc dùng thuốc hạ áp theo chỉ định của bác sĩ và cái lối sống khoa học. Lối sống khoa học tức là cái chế độ ăn uống khoa học, thói quen vận động, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng áp lực quá mức. Chế độ ăn uống thì đầu tiên là chúng ta phải hạn chế sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, tránh các cái thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao như là mỡ, gan, tạng động vật, thức ăn chiên xào, phải theo dõi huyết áp thường xuyên bằng cách có thể đo tại nhà hoặc là hàng tháng đến bệnh viện để các bác sĩ có thể kiểm tra cho. Với những nỗ lực của ngành y tế, chất lượng công tác phòng chống bệnh tăng huyết áp trên địa bàn của tỉnh được nâng cao với tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được lập hồ sơ quản lý tại các cơ sở y tế ngày một tăng. Điều đó sẽ góp phần tăng khả năng kiểm soát bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do biến chứng của bệnh lý tim mạch gây ra. Thưa quý vị và các bạn, xã Tà Lèng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường. Với xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, xã đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ về sinh kế giúp cho bà con nhân dân từng bước vươn lên.
nhiều công trình giao thông thủy lợi, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã. Bản Phò Xin Trải, xã Tà Leng có 127 hộ dân tộc Mông. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư về cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, khang trang, kiên cố hóa, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của bà con, chi bộ bản thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã, tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện thâm canh, tăng vụ. Qua đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của bản. Trong thời gian thì qua thì cảm thấy là cái diện tích trồng lúa thì nó cũng không hiệu quả lắm, thì nó cũng kém, cái thu nhập nó cũng không được nhiều. Cho nên là cũng xem một số mô hình và cũng đi tham quan và cũng xem họ làm thì cảm thấy là cái mô hình trồng chanh leo này cũng có hiệu quả, cũng giá trị kinh tế nó cũng ổn định. Thì cũng cùng các ủy đảng chính quyền cũng tuyên truyền cho người dân, sau là người dân cũng làm theo và đi học hỏi xem họ làm. Cái nơi khác làm thì cũng mang về áp dụng làm thì cũng diện tích chuyển đổi từ cây lúa sang trồng chanh leo thì là cũng giá trị kinh tế của nó cũng thu hơn rất là nhiều với lúa. Chứ gia đình tôi là đang trồng lúa là nó một năm là chỉ thu được 70-80 bao, là bán một năm một vụ là chỉ được 20 triệu đến 10 triệu thôi. Sang chuyển sang chanh leo là nó mấy hay một thở thôi, nên là bán được hơn 10 triệu rồi một năm. Xã Tà Leng có hơn 900 hộ với 4.780 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 90%, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian qua, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cấp ủy chính quyền xã đã chủ động xây dựng và ban hành nghị quyết về công tác giảm nghèo với giải pháp thiết thực phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã Tà Leng đã phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, huyện để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, xã tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, phát triển về cây, con giống, năng suất chất lượng cao. Đồng thời xây dựng kế hoạch giảm nghèo sao cho các bản, cũng như tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Xã cũng đã tập trung thực hiện tái cơ cấu trồng trọt theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Để thực hiện được cái công tác xóa đói giảm nghèo, cũng như là tăng thu nhập cho người dân, thì trong thời gian qua thì cấp ủy chính quyền cũng đã quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đấy, trong chăn nuôi thì chúng tôi đang tập trung là chỉ đạo là quan tâm, đấy, tuyên truyền vận động người dân là chăn nuôi đại gia súc, đấy, trâu, ngựa, đấy, và ưu tiên tất cả các cái nguồn vốn thuộc các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đấy, để đầu tư hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo, đấy, để thực chăn nuôi đại gia súc. Còn về cây trồng là chúng tôi hướng tới là thâm canh tăng vụ, đấy, và chuyển đổi những cái cây trồng mà có giá trị kinh tế cao. Nhờ triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, định hướng đúng đắn của cấp ủy chính quyền, đời sống của người dân xã Tà Leng, huyện Tam Đường đã có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm từ 6 đến 7% một năm. Năm 2024, xã đặt ra mục tiêu giảm 7,31%. Sau 2 ngày thi đấu giải bóng đá 7 người, Cúp Câu lạc bộ Nhà báo trẻ lần thứ 3 năm 2024 đã bế mạc. Đây là giải đấu nhằm cổ vũ tinh thần thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh, hướng tới kỷ niệm 99 năm ngày thành lập báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Là sân chơi bổ ích tạo điều kiện để hội viên câu lạc bộ, các cơ quan báo chí, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và gắn bó hơn trong công tác học tập, rèn luyện lao động sản xuất, góp phần nâng cao sức khỏe, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Kết thúc giải, đội công ty cổ phần cao su Lai Châu 2 đạt cúp vô địch, giải nhì thuộc ban quản lý dự án huyện Tam Đường, giải ba thuộc hai đội công ty xăng dầu Lai Châu, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, giải phong cách thuộc về câu lạc bộ nhà báo trẻ tỉnh Lai Châu. Huyện Nậm Nhùn hiện có gần 82.000 ha rừng, trong đó rừng trồng mới 200 ha đạt 60,51% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 57,26%. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua huyện Nậm Nhùn đã chú trọng triển khai sâu rộng đến các bản khu phố về công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng chống chữa cháy rừng và chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Đặc biệt, để việc trồng mới rừng đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, các ngành chức năng của huyện đã tích cực triển khai đôn đốc, chuẩn bị đầy đủ vật tư cây giống, hướng dẫn kỹ thuật làm đất để nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiến hành trồng rừng kịp khung thời vụ. Thời gian qua, công tác dân số, kế hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em luôn được huyện Tam Đường chú trọng triển khai thực hiện. Đến nay, mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,5 phần nghìn một năm, đạt 100% nghị quyết. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên giảm còn 12,2 phần nghìn một năm, đạt 110,6% nghị quyết. Với các giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân, công tác dân số của huyện Tam Đường đã và đang có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay trên kênh sóng phát thanh truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.